Đây là vườn hoa cúc giống AT. Đây là một giống cực kỳ khó làm hiện nay tại khu vực Đà Lạt. Thì đây là vườn hoa cúc được lót bằng công thức của công ty V-Life với 3 sản phẩm. Thứ nhất, đây là sản phẩm NBK khoáng 13 năm 450 OM. Về cách sử dụng thì bà con chúng ta rải 75kg cho 1000m². Loại phân thứ hai được lót tại vườn, nó có tên là Uchamax. Thì với liều dùng thì bà con chúng ta rải 20kg cho 1000m². Và loại thứ ba, đây là loại vi lượng của V-Life, thì bà con chúng ta rải 5kg cho 1000m². Với công thức lót như trên thì sẽ đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng lót cho hoa cúc. Thì khi lót bởi công thức này, chúng ta thấy đọt ra rất là sáng, cây rất là khỏe. Cái thứ nhì, bộ lá rất dày, hạn chế được những cái loại bệnh quan trọng trên cây hoa cúc. Với thứ ba, thân cây rất là mập. Và một cái thứ tư đó là tỷ lệ ruồi rất là ít, hầu như không có trên vườn. Đây là cái hình ảnh cũng cùng trên một vườn, ruồi rất là nhiều. Đây là cái ruộng kế bên nha bà con. Đó, hầu như chúng ta thấy ruồi từ ở dưới phía là dàn lá chân đi lên luôn, cực rất là nhiều ruồi. Đó thì đối chứng cho bà con để thấy sự hiệu quả của cái giải pháp trên. Và cuối cùng thì công ty Vela chúc cho bà con có một vườn hoa cúc thật đẹp và có một mùa thật là bội thu.